hàng mẫu C4 đấy nha, C4. Không biết hàng mẫu à? Vâng, không biết giờ nó sao rồi. À, anh ấy ở Nam Định đấy nhỉ? Anh ấy chưa đến Hà Nội, sao anh ấy lại về? Lâu lắm rồi thì gặp anh. Nếu không xem cái đấy thì không không biết được. Mà em bảo là em bảo là bây giờ quyết liên lạc anh của gì thì xem cái đấy thì lại thấy lo anh thì không có cái số cái số ở địa để vào liên lạc ấy. Ví dụ như mọi cái em xem nhá thì là người ta cho thế là xong cái ấy rồi thì người ta bảo liên lạc vào số là điện thoại là nếu mà ấy đây chia sẻ như nào đấy thì em vào đấy thì em xem hết như là cuối đấy anh chỉ chào thôi chứ anh không nói số điện thoại. Thế em bảo là bây giờ chỉ có gọi anh Dần Mai thì là còn nếu mà anh Dần Mai không biết thì là tìm thế em mới đòi gọi luôn cho anh Dần chứ. Có cái đặt ở trên thứ ba là em bảo đó là Dần Mai lên chứ nhỉ? Anh ấy lên rồi, anh lên rồi chứ anh. Cái đặt đấy là thứ ba đấy là thứ ba là anh còn chắc anh Trung Lui, lúc đấy anh Trung Lui là buồn. Không là ấy chứ, Hải ấy chứ. Đặc biệt là thứ ba là Hải Thọ đúng rồi anh. Hải Thọ. Nhưng là tức là ý em nói là đầu tiên là em xuống là anh Trung Lui anh còn chắc. Sau đến khi bắt đầu anh xuống thì là em mới đang ở đấy. Thì bắt đầu là lúc Hải Thọ là buồn rồi. À, tức là lúc là em ở C3 trước anh nhỉ? Vâng, em ở trước thì lúc đấy là anh có chắc đi thì bắt đầu là em Hải Thọ lên thì bắt đầu nó tống xuống xế trưởng đấy. Em với Lâm Giám ấy, Lâm Giám ở đây này. Còn Lâm Giám ở đâu? Vâng, Lâm Giám giờ em cũng biết anh yêu rồi nhỉ? Sau đó anh xuống thì anh lên ở hàng trách nhiệm như là anh lại hay anh với Lâm Giám hay đánh chú đó mà. Em bảo là anh kể cái vụ tung lao và chỉ anh Long nghe người còn lấy mà anh cho cái gạch cái tát xù ấy anh cầm mình vụt anh lín cho nó. Thế là em bảo vợ em là chỉ anh kể vậy chứ anh như là người tiên thứ hai được. Thứ ba ngày đó là Hải Thọ là vì sao Hải Thọ ngày đó là nó lúc là trước anh là C4 đó khi tăng trước anh là C4 đó thì là nó bị anh đánh rất là dữ. Anh Hải Thọ là gì rồi? Thắng Dung là Thắng Dung ở đây nè. Thắng Dung là em biết rồi, Thắng Dung rồi đó. Nhưng mà giờ em là sao rồi? Em bây giờ thì trước đây em cũng bị tai nạn thì lại em cũng đi em làm ngoài làm với ông anh. Rồi sau bị này thì thôi. Chứ còn giờ trước đây là em cũng đi làm ở chỗ anh Tùng xong về đây dẫn mấy thằng em đi lần theo vậy. Có chơi bài thì không nhìn gặp gì không? Không, em thì cái em tiêu hỏi rồi. Em cái trắng này em không bao giờ chơi một cái gì. Ba nhà phát rồi, tính là em còn đi nhiều. Em phát lại là em 7 đề án rồi. Em định năm 89 mà anh. Đi trường 89 em đi với anh Dần Mai nhá. Với anh Thương Dược nhá. Anh chỉ chơi với anh Thương Dược với anh Yên Xá chứ. Thì bắt đầu là em đi về phát tù đề án đầu tiên của em năm 91. Đấy, 91. 91 xong rồi 92 là vụ AD rồi, cướp lên. Xong bắt đầu là đấy cứ lên liên liên rồi. Xong rồi ma túy rồi các kiểu. Làm sao nhỉ? Anh cũng chưa nhớ được là cái ngày đầu tiên mà tại sao mà anh em mà quen nhau nhỉ? Quen nhau là sao cái hoàn cảnh này? Thì như thế này này, em thì là ngày xưa là em đi với anh dần Mai đi Phương Tranh với anh Cường Công. Anh hiểu chưa? Thì bắt đầu là hôm đấy là em đi với anh Dần thì lại gặp anh với anh Dần ở trên anh ở nhà anh Lan Thành. Anh em tại cộ ấy, ở trên chỗ ấy thì bắt đầu ngồi chơi với các em, bọn em chỉ em thôi. Thứ nhất là ngày xưa nó không như bây giờ, anh là em muốn là láo nháo, các anh ngồi là tự nói chuyện ấy. Ngày xưa bọn em chỉ ngồi trong xe thôi đấy. Thì anh thì lúc đấy là anh Lan Thành thì anh ra anh bảo ông xong bảo thằng Còa nhờ vào đây ngồi. Thì anh dần bảo em là em ấy vào đây ngồi. Thì em bảo là thôi giờ em ngồi trong xe đấy. Thì bắt đầu là em ngồi trong xe thì lúc đi ra thì là anh nhìn em không biết là anh nhầm với ai thì em bảo không phải thì anh vỗ vai mà thế là bắt đầu là cái đấy là không ấy gì cả. Cái đùng mất hôm 2-3 năm sau thì em lại ở C3 thì bắt đầu anh xuống thì bắt đầu lại Thọ có vào có chạy vào có bảo chứ bây giờ có mấy thằng đồ gấu nhà ca xuống thấy chưa đấy, tự ý bảo vậy có mấy thằng đồ gấu thì lúc đấy là em là sĩ trưởng mà đấy, sĩ trưởng thì em với anh làm giám. Anh làm sáng bắt đầu là anh bắt đầu đấy bảo giận mấy em là tí là mà bọn này nó vào là ý là phải dã trận. Bây giờ ông Hải Thọ ông
chín rồi, bây giờ toàn gọi tiền bận tiền án tiền tái thù ấy, toàn đầu gấu gạo bọn gấu ca nó xuống là không có bật chợt bắt ngồi ở dưới kia của đấy là thảo lệch là lệ luôn ấy, nguyên văn là như vậy anh hiểu chưa. Thì bắt đầu là em còn nhớ là bắt đầu anh vào đấy, anh biết một ai nữa anh vào con chịu rồi đấy, lúc anh con chịu đấy thì bắt đầu là ở trên đấy thì lúc đấy là trách nhiệm thì toàn biết anh hết. Bắt đầu với bắt đầu Hải Thọ bắt đầu là vào thì bắt đầu là cậu trước khi đấy cậu vào cậu ấy phím với hàng trách nhiệm mới bảo với anh em dám với bọn em là tí là bọn nó vào là thằng nào mà kiểu có thái độ là lệ luôn chứ không để vì bọn này là nó toàn bọn thái tù lại rồi thế với bọn là gấu nhà ca xuống là bọn là phải anh phủ đầu ngay đấy. Thì bắt đầu là lúc đấy là trách nhiệm gần như là gò trắng đây rồi ba cái hàng tiếc là đi hết rồi. Thế là bắt đầu ngồi pha trà là chờ anh đấy vào, lúc đấy không biết anh thì anh con xỉu xuống. Thế bắt đầu là lúc cán bộ bắt đầu là đưa vào anh ấy, thì bắt đầu là anh con xỉu là vẫn ngồi ở trên cái chỗ góc tuyệt cốc đấy anh ấy, thì là đợi cán bộ là ngày xưa là cứ nhà xe bắt đầu điểm cán bộ về là bắt đầu gọi xuống. Nhưng trong cái lúc đấy là thì bọn em mới biết là lúc anh ngồi đấy thì bắt đầu là Hải Thọ đi vào, thì bắt đầu trên trách nhiệm là bắt đầu cứ gọi ông Hải Thọ bảo và thôi về từ hai thì long lấm con xỉu của toàn là anh em cả không làm được chuyện đấy đâu. Đấy, thì bắt đầu là cậu Hải Thọ thì lúc có mới là nhận buồng anh giờ trách nhiệm thì toàn anh biết rồi, toàn anh em biết anh như cả toàn người gọi là cũng số má nhưng mà cậu cũng đéo dám làm gì, thế cậu bảo là cậu phải chấp nhận. Đấy, thì bắt đầu là cậu bảo thế bây giờ ý anh em như nào, thì bắt đầu là bảo là thôi giờ đưa sang thôi chứ còn làm cái gì nữa. Đấy, bây giờ để bên kia thì không làm gì được. Đấy, mà anh em thì không thể để ấy được, thế bắt đầu là chắc gì ấy là cứ đưa sang này. Thế bắt đầu Hải Thọ bắt đầu mới xuống cái gọi của anh lên pha chè, thì em là người pha chè bê lên này giờ cho xe xịn xịn với đâu bảo với thằng super với thằng em nhớ thằng Dũng Trợ Chủ nó đang super anh nhớ đun lấu các thứ bắt đầu mang chè lên, thì bắt đầu là em là chân đau con mà bắt đầu chạy lên pha chè ra lên cho bọn anh, bắt đầu trách nhiệm ngồi dậy bắt đầu cả bọn anh nữa. Hải Thọ bắt đầu mới ngồi và thôi toàn anh em quen biết cả, tức là toàn anh em mình tù quá mãi rồi cũng không cần phải ý cái loại kia nữa, thì thôi anh em mình cứ ở đây ăn ở với nhau nhìn nhau sống cái loại kia. Thế bắt đầu là anh con xỉu ấy bắt đầu là các anh mới đi tắm, thế bắt đầu là lúc đấy là ông Hải Thọ mới bảo với anh làm giám là bảo với thằng thì trộm là đun lấy nước cho anh đấy, xong rồi câu nước ở bể vào không, xong rồi anh vào anh tắm nó tay quần áo rồi uống chè rồi đó là anh bảo là dạ thằng này ta nhìn mình quen lắm, thế bảo em vậy. Cái lúc mà ông thế là em mới bảo là em cũng nhận ra anh như là em không dám ấy, vì ngày xưa nó thật sự với anh là có phải là kể cả rõ ràng biết anh em rồi, biết rồi lắm lúc anh em cùng vụ với nhau xuống mà còn không dám nhận, nhưng mà anh đúng không anh rồi. Anh chết ngay làm sao mà. Có vẻ như bây giờ tù như công trường ấy lại sướng anh hiểu chưa, ngày xưa biết lệ người thế quánh từ lâu rồi em mới bảo em thì lúc em bảo là em không dám nhận, thì từ đó là mình nói một thật lòng luôn, anh bảo làm sao ngày xưa kìa các anh coi như vậy biết cũng không dám, là anh ơi anh vậy lòng không thì anh các anh không hỏi với em thôi thì làm sao em đã hỏi chuyện đấy nhà tù anh nó là mãi mãi là như vậy rồi. Thế bắt đầu là anh bảo em rồi em mới bảo em ở phòng em đi anh dần trước em gặp anh ở trên nhà Nam Thành đấy, thế anh mới rồi là lúc em bé nhất C mà anh quý suốt ngày anh chặn u nước ấy, anh toàn bảo em ngồi rót nước để bọn anh đánh chặn u nước buổi trưa này này. Sao là nghiện từ C3 đúng không? Vâng, em nghiện từ C3. Nghiện là như này, nghiện là đấy các anh cứ cho xong rồi em chơi sủm ấy, cái đầu lọc đấy xong rồi cả mấy ngày suốt cả cái dần nữa rồi anh bảo cái đầu lọc nó để xong rồi cỡ mút để xong cái để cái bát bát sắt, thì anh làm giám thì anh cứ như người ta là mút xong rồi là vứt cái đầu lọc đi, anh làm giám để cái đầu lọc lá lại nó thay bông để mút, ngày xưa chơi sái thì nó phải có cái cấn mà anh đã mút lên, thế là bắt đầu ông làm giám ông lại để đấy ông lại không vớt hết đi, thế là bọn anh lại canh vào thì lúc bỏ lên bắt đầu sốt mấy nhà mình sốt mày sốt rét rồi đùng đùng ấy, em cũng bị bó cảnh nhá, chơi vào sổ của anh còn bó cảnh sốt gần chết không có cứu. Rồi cái ngày C là ba người nghiện cho nên ngày xưa thật sự với anh là ở xã hội thì lúc đấy thì nó không như bây giờ bảo là nghiện là mất chất hay là nghiện, nhưng ngày xưa thật sự là nghiện là còn oai. Em thề với anh đâu, em thề đấy, không thể nói một thật bảo nói ra bảo là
nhà tù có phải ai được chơi đâu, đúng không anh? Nhà tù chỉ có là ông tướng mới được chơi, hoặc là mình là cái loại mà em bún của các anh thì các anh có điều kiện, các anh tạo điều kiện cho mình chơi. Những ngày xưa chơi em nói phê thể hiện là mình đang phê. Không, đúng anh, em thật đây luôn. Thế có vẻ là như bây giờ chơi là phải giấu giếm chơi, sợ anh em nhìn thấy bảo mình là thằng mất chất là thứ đâu. Chơi ngày xưa chơi đó là nó là ông tướng, nó thật sự chơi nhà tù là ông tướng. Thế đâm ra là bọn em vào là lúc canh thì bọn anh cứ bê ra canh, xong rồi là mấy ông anh gọi là mày đã tí đi. Như là lúc ấy máu chơi chơi kiểu thể hiện, chơi kiểu là mình chơi là ấy lắm, là lúc có phê đâu, ăn quả sổ nhạt là lúc bà nhà anh nhưng vẫn ngồi gái như rồi anh nhớ, gái như rồi như kiểu phê anh nhớ. Bà con nhìn thấy là mình cảm thấy nó có một cái gì nó gọi là hơn người ở nhà tù anh nhớ. Đấy, nó nguyên văn là như vậy, chứ có vẻ là như bây giờ là nghiện là giấu giếm hay là nghiện sợ anh em. Như ngày xưa trong nhà tù là nghiện là đẳng cấp, nó thật sự là phải không phải là có tiền hay là nhà mình giàu có tiền để chơi đâu, mà cho đến nó không phải là có tiền nữa mà nó phải là ông tướng có tiền vào anh biết rồi. Nhà tù chỉ là con lợn, không nhà có tiền thôi, có tiền còn có lợn đúng không? Đi đâu đi tòa gì tăng tiền nó chết luôn. Bảy tiền án chứ cái đáng tội anh em mình gặp ở trong chỗ Biên Hòa là cái đợt là anh bị truy nã. Anh truy lá thì em cũng truy lá, em đưa vợ vào mà lúc đấy là đúng rồi đánh nhau trộm cắp em có kẻ nó nhớ đấy. Vâng, thì đâm ra là nhà vợ em không cho lấy, thế là lúc đấy thì đưa vợ vào trong đó này. Vâng, đằng nào cũng đi rồi. Đằng nào cũng trốn luôn, thì em bảo vợ em là tôi vợ hai đứa yêu nhau rồi thế đó kia. Thế em đặt là sao? Đặt ở trong Biên Hòa là lại bị thu ở đâu, bị bắt ở đâu nữa? Đâu vì sau em cực quá là như này, em vào đấy là cũng trộm cắp rồi đi tiền giả. Đầu tiên em vào đấy thì em đi phố hồ đấy, nhưng sao không chịu được thế em bảo là nghĩ bụng ngày đêm nằm em còn khóc với vợ em mày. Thì là bắt đầu là em bảo vợ em là mẹ thật sự nhà tù cũng không phải khổ thế này anh nhỉ, xã hội thì thật sự với anh là ra đường anh biết rồi, đi các anh ngày xưa bé ra ngoài đường chỉ biết cắt lui, không phải nói từ lui mà nói chung là phải cung phụng các anh, mà ngày con cắt ở này còn đòn. Thế tự nhiên vào đây vào trong Sài Gòn anh nhớ mang tiếng lẽ rồi, mà suốt ngày đi phố cũng giờ em muốn là giữ là em bây giờ mà ra vi phạm thì hay thì làm sao thì vợ nó khổ, em nghĩ đúng như vậy. Chứ mà gia đình nó bà không cho cưới được đúng không? Vâng. Thế là đâm ra là em thề với anh là em mới bảo với em mới đêm mới làm em khóc, em bảo anh bảo lúc ấy xúc cát tay nó rộp lên này, nó rộp lên mà em thề với anh luôn là bây giờ cơm nó nóng quá mà em còn không ăn được. Nghĩ bảo tay gì bảo mang tiếng nhà tù nó khổ như vậy mà chả phải đi làm. Bây giờ tự nhiên mình vào đây xong rồi là vì vợ mà mình phải đi làm phụ hộ này. Thế bắt đầu là đến cái ngày trong Sài Gòn mùa mưa anh nó bắt đầu nó có phát khổ lại không làm được phụ hộ thì anh mà xây thì xây dựng anh biết mùa mưa thì chỉ nghỉ thôi. Thế nên bắt đầu là các con vợ chủ thầu thì lại bơm tiền cho em mượn đánh phỏ với nhau ngồi đánh khổ thua xong rồi làm kiểu không công anh. Làm rất là nó cái lợi cơ. Thế anh bảo bây giờ làm không công xong rồi nghĩ nó lạn lắm, ví dụ bảo làm mà mai có tiền cho nên là trong Sài Gòn đấy biết rồi, là cứ người ta giả trước cho một ngày là một tuần người ta giả cho công của em phù hộ là 30.000 anh nhỉ chưa. Thì coi như là anh bảo một tuần mà đang lợ không có tiền, sau này cứ ngày 2-3.000 tiền xe buýt đi lên tận chỗ đi đồng hà làm anh nhỉ chưa. Nghĩ nó ức chế, tức là bắt đầu em đã ức chế rồi, em đang định nó không làm, đang bảo là cay để làm được không công người làm có cái tư tưởng gì. Thế là đang ngồi thế là chủ thầu gọi là má cái thằng bất kỳ mày làm cái gì mày nghỉ, thì mày cày vào đi về thuê thiện thì mày cho đấy không ở được. Thế mày ra mày rút cái xẻng này luyện nó phát cái đầu ông người nó quay như gà ấy. Thế định là bụt mấy ba chân nữa, thế em ấy nhảy xe buýt về thì nó vợ còn đang làm ở nhà trọ mà em bảo vợ ơi túi quần áo đi không chết rồi. Vợ mà làm sao mà anh vừa bụt cho phát, em bảo bụt ai mà bụt cái thằng chủ thầu ấy em đi về. Em nhảy ra bắc thì ra bắc thì bắt đầu là nhà vợ em không chịu cưới, bắt đầu em mới đang lang thang ở đường Hoàng Quyên này thế bắt đầu bị quan thành phố bắt cho chị lẻ. Chứ em không ra thì cũng chịu người đấy, như là chồng nó khổ quá. Thế sau em bắt vào đấy xong rồi là xử em rồi sau em vào trong Sài Gòn ở đấy cũng đi làm như đấy. Chứ ngày xưa anh bảo là đi vào nhà tù em cũng đã
Có biết cái gì đâu, nhưng vào đấy cũng thật sự là ở nhà Đại An đến nó phải thế. Anh gì được, mà không không có các anh mà truyền nhiễm như thì đúng là không biết gì. Ôi, em thề với anh luôn, cửa xong nhìn thấy thằng Hà nó to như cái tỉnh ấy. Nó ngồi anh nhỉ, một thằng ngồi cầm quạt quạt thế này. Mấy thằng nhân dân thì anh biết được tất cả mà. Mà bây giờ nó có mà vậy. Đấy, em mới vào vào phát thì đầu tiên em thấy là sắp hai người này. Nhưng khi mà cán bộ ông Trác đóng cửa vào phát anh nhỉ, bắt đầu là em thấy thằng Hà nó ngồi trên ngày xưa em nói có lại gấu đầu gấu nó có phải lói một mồm đầu nó ghé áo chân như này. À, có bảo em là chưa thấy thằng Hà chưa, thì em cũng khai thật mình sợ quá rồi bảo là có em đi đang trưởng ở dưới bị nhà còn trưởng bộ này quá gọi là phải chết. Thì bắt đầu suốt em này bảo bảo là dạy lên giáo dục em gọi là có mắt như bù với tai nước có mồm như câm, xong bắt đầu bắt học thọc long ấy nhỉ, cán bộ hỏi ba không nữa kia, bây giờ chung là nhận nghĩa rồi anh nhỉ, quả là giờ nhá đấy cái mà kia là của mày. Thế rồi là thằng lúc đấy thằng Hiếu Tam Hiệp ấy, lúc đấy chưa tách tỉnh mà anh, thì nó là ba tỉnh là một trại đông lắm anh ạ, ở buồng ca của anh lúc đấy là 7-8 người. Thế bắt đầu là thằng Hiếu Tam Hiệp thì là lái xe chauffeur mà anh, em nói bây giờ mày nghe anh nói ra ngoài cũng chui vào anh, thế là thôi cứ bỏ vào mà chiến cụt chiến cụt cũng bị à cũng bị nó cất là mạng trong cất mà anh chiến mà này em vào này mà với hai thằng nhân dân nữa, một thằng Hiếu Tam Hiệp làm cùng với em, thằng lái xe cũng làm với em, còn bên này là thằng Đăng Hà, một thằng nữa em quên tên rồi, là anh em là ở mâm đấy là có hai thằng ở với nhau, còn bọn em là nhân dân tệ thì mình cũng nói như là nó ăn là ba cái đạn này, đầu tiên là Đăng Hà với thằng kia ăn đấy, lên ăn ăn đầu tiên xong rồi là đến lượt thằng Hiếu Tam Hiệp lái xe nó bục rồi, đến lúc ba bốn bọn em lên là lên anh biết gì có thìa, ngày xưa thì có thìa 5-9-10 bảy kia nữa thìa tới năm ngón anh chưa, mà em nói mổ thì không phải nhìn gì cả, mổ là mổ nhanh có khi không cảm nhận được là nó ăn gần như là luôn. Ôi, em thề với anh luôn rồi, mà anh biết rồi mà cắt tiêu anh biết rồi, cứ úp ngày xưa không có chậu được cơm cứ úp vào cái áo mưa đây đấy, còn Đăng Hà thì vào phát là nó cứ xúc vào cái áo mưa nó ủ cho chăn nó ủ nóng để tí kiểm người ta nó phải ăn, còn bọn em thì là nó phơi cơm rồi đấy anh, xong nó chặn một phát nó hất cho nhà mẹ. Nói chung là bọn em gọi là mỗi thằng ngồi được khoảng hai cái quả bóng bàn anh tư vậy, như vậy chứ còn nếu mà tay to thì của anh chứ cụ anh lẹ một phát thì cũng kỳ là lên như bọn em là vào phát là bốn con vợ là nó đứng mà là ngồi ấy nhỉ, khi là đứng tôi được nói là chiến ơi là bắt đầu là nhanh nhưng mà là nhanh thì không có ăn này nhỉ, lúc đấy không có em nói anh nhất nó khổ là mút nước, anh biết cái thời điểm đấy mút nước rô mồm anh bảo em này đi một thằng nữa nó là ở dưới huyện đấy, không để ý với cả thật sự với anh lúc nó luyện cho cô mà chí gì còn để ý tên cái tuổi gì nữa, chúng nó anh hiểu chưa, cứ bắt đầu là chúng nó tắm anh ạ, là bọn em kéo dơ móc anh ạ, là mồm em nó chét hết cả đây anh ạ, kéo dơ móc là sao, là kéo mút nước, kéo mút nước cho chúng nó tắm đấy anh, kéo anh bảo ngày xưa nước đâu mà đẩy được nước, anh bảo là gì có máy bơm thì theo bọn em là mút nước mà cái mút mà cái ống đấy là ngày xưa mà gọi là bộ trưởng chứ toàn chúng nói chuyện với lữ là toàn nói chuyện bóng nước nha anh, xong bịt là lúc anh nói vùng 7 thì là vùng 5 nó bịt vùng 5 vùng 6 bịt vào để cho vùng 1 nói chuyện thông anh hiểu chưa, chứ còn nếu mà tàu vô hẳn thì là đã ông tứ hẳn rồi, chứ còn nếu mà các con vợ là cũng là làm buồn như là còn sợ vũ trang hay trường trại thì là đi nói qua ống nước, đa số là bạn trèo lên mắc võng trèo lên tivi nói chuyện anh hiểu chưa, nói chung là 20 ngày nó hành em tức là đến ra dại luôn đấy. Thế về sau là anh làm Sài Gòn anh ấy hôm đấy em ra phơi áo hôm đấy là đột xuất anh cho ra phơi, đấy là cái thằng đấy là thằng Hiếu Tam Hiệp nó đi cùng anh ạ, thế đâm ra là thằng Đăng Hà không có người ra phơi áo, Đăng Hà nó bảo à kia ra phơi áo nhá, tí nữa mở cửa tao ra tao lấy nước, ngày xưa lấy nước để lượn múc nước để đi ra đầu ca để đi qua bụi nước của anh đấy để lượn, còn quần áo thì có phơi là bọn em đi vào luôn đấy, thế là vào thì đúng lúc là anh Năm Sài Gòn đang sửa nhìn thấy anh nhìn thấy nhận ra thì lúc anh đi mà 20 ngày rồi hai anh em vùng cạnh nhau biết đâu, vì em làm sao được nói chuyện hay được gì cả thì đâu được, là không anh cũng biết được, hôm ấy cũng vô tình thì nhớ cái điều ra nó bị cung mà nhỉ, nó bị cung thì là thiếu người thì Đăng Hà nó bảo em ra phơi áo cho bọn to ra thì sợ bọn buồn nó lại chạy, thì em là bé thì chắc là cậu cũng nghĩ ấy, chứ bảo cái trò ra thì không ấy thì đúng thật là em chả có ý mật buồn thì thôi khổ nhỉ, bây giờ mình sang kia thì cũng khổ lốt thì thôi ở đây anh, nhưng mà mình bé vậy thì có cái cửa gì thì...
đi ra thì em mới múc nước thì bảo là em mới vào thì buổi trưa phát là anh Lâm anh ấy gọi luôn, em bảo Đăng ơi cho tôi hỏi thì ông ấy có phải thằng con nào buồn không, ông hỏi có phải thằng thủy trộm không đấy, thì Đăng Hà quay em bảo là mày có phải ở ngoài xã hội có thủy trộm không, thế em bảo là dạ vâng, thế nào cậu nó giúp cái dạng vụ thông tai luôn mà nó đi mày làm thế mà ông vào mày lại bảo mày là thủy thích, thế em bảo là khổ quá tên bố em là thủy thích thì anh em gọi thủy thích đấy, như là chỉ có giấu một cái tên ai vào bảo là thủy trộm anh thì tên thì là có bảo em là chứ mày tên là gì thì em bảo tên là Thùy, em bảo thế bố mày tên là gì và Thùy thích nhỉ, thế ở tên ở xã hội nó tự gọi là gì, thế em gọi là xã hội anh em ở khu phố người ta cũng chỉ gọi em là Thùy thích thôi, ngày xưa hay gọi tên tên bố là tên đệm mà anh, thế nó có bảo đi mẹ thế mày mày thủy trộm mày lại giấu ra lại thông cho cái tai anh nhỉ, cảnh lắm em nói anh, như là ngày xưa anh chỉ cúi mặt tôi không dám nhìn nữa nhỉ, không dám nhăn mặt mà cứ nó đánh nó bắt còn cười thì cười như anh nhỉ, là lắm lúc nó vụt nó bảo là nó vụt nó như tao đau quá nó còn bảo là bắt phải vút phải là mình phải có hôi là ui em sướng quá em nó sao chết luôn là anh là không thật luôn mà anh nghĩ nó nhục lắm anh nhận hút thế em như là lúc đấy trong con người mình là mình không có cái cửa gì cả anh nhận thiết gì cho đói vâng anh bảo nó luyện đến cô mới chỉ đói mà đi liêu siêu tại sao cứ bảo là nhân dân cứ đi đầu cắm lên trước chân lướt ra sau là vậy anh nó gì có tham bằng nữa em thề với anh bảo nhá ăn thì anh biết rồi nó bằng hai quả bóng bàn xong bắt đầu mút nước cho chúng nó tắm xong là kiểu đến để nói chuyện vâng kiểu anh ạ mà kiểu mà anh em nói cứ run cứ đứng yếu của em anh đứng mà có đứng nói chuyện với lỗ mà nói chuyện với anh em mà chúng nó có hàng tiếng mà anh bảo là đứng kiểu như vậy anh bảo đứng một tay đi vào tường đứng em mỏi quá kiểu lại thay người như anh em nói chân tay buồn rồi kiểu